Xin chào tất cả các bạn nha. Đó. Hôm nay giới thiệu với các bạn, đây là một cây xoài châu Âu. Đó. Cây này của mình á, dài lắm nha các bạn. Tuổi của nó chắc cũng phải tầm ngoài 40 năm nha. Đó. Nhìn các bạn nhìn đường thân này uyển chuyển hết rồi. Đó. Thì cái video hôm nay của mình á là mình sẽ tỉa cây này lại nha các bạn. Đó. Già là dữ lắm à. Tỉa rồi cho gọn gàng lại. Đó. Này, mấy cái đoạn này đoạn non của nó. Già đâu nổ nè. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa lại. Để chuẩn bị cho mùa đông rụng lá ra đọt mới nha mấy bạn. Cái này là cây xoài nha, cây xoài châu Âu á đó. Cây này mình giữ lâu dữ lắm rồi nha mấy bạn. Cho bạn coi, nhìn đường thân uyển chuyển và đó. Giờ mình cắt tỉa lại cho gọn gàng lại, bỏ bê quá rồi. Rồi giờ mình cắm máy mình cắt tỉa nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái cây này nha các bạn, cắt tỉa nó cho nó gọn gàng sạch sẽ rồi mùa đông sắp tới rồi. Cho nó đâm chồi mới ra nha. Cây này là không phải cây nút bằng nha các bạn, cây này là cây xoài của châu Âu á. Đó, thì mình phải giới thiệu cho các bạn biết cái giống này. Và cây này thì mình không có làm kẽm gì nữa nha các bạn, cây này mình chỉ tỉa thôi, mình tỉa cho nó gọn gàng rồi lại thôi. Tỉa cho gọn gàng lại. Cây này già dữ lắm nha các bạn. Mình rất là may mắn khi mình có được cây này. Thì từ những ngày đầu mà mình bước vô mình chơi bonsai là mình đã sở hữu được cây này nha các bạn. Đó. Bạn nhìn thấy cái độ già nua của nó. Sự mà nói chơi bonsai, nhìn mấy cái cây già là mình đã thấy đã rồi. Không cần phải ra hình ra dáng. Hình dáng không cần phải đẹp lắm, sơ sơ thôi. Mình nhìn cái vàng tay chân của nó. Cây này thì nó mình cho cái kiểu nó mọc tự nhiên rồi mình cắt tỉa nó thôi, mỗi năm mình cắt tỉa nó nha. Đó. Cây này năm nay nó phát triển hơi mạnh. Đó. Bây giờ mình tỉa nó nha các bạn, tỉa nó cho nó ra xương đi. Mùa đông cây này rụng lá nha các bạn, mùa đông cây này rụng lá. Rụng lá cho nên nó tỉa nó cho tới vài bữa nữa nó ra chòi lại. Thì bây giờ mình cây của mình thì nó đã có vô hình vô thế hết rồi, thì mình chỉ có bây giờ mình chỉ có làm sao mà cho nó gọn rồi lại thôi, với mình cắt tỉa mấy cái nhánh chết của nó nè. Có nhiều người bạn á, tại nhà mình chơi thích cây này lắm mà họ
hỏi chia lại để người ta sưu tầm đó mấy bạn, nhưng mà mình không có chia sẻ được nha, tại vì có nhiều cây mình cũng thích lắm, mình cũng để chơi à. Như mấy cái dòng này thật sự mà nói á, tiền thì ai cũng cần, nhưng mà khi mà cái đam mê của bạn nó quá lớn đi thì chắc mình không có chia sẻ. Nếu mà thật sự có chia sẻ mình phải kiếm được cái cây khác hay hơn cây này mới chia sẻ nha các bạn. Mà cái cây này của mình á, thì lâu dữ lắm rồi, nói chung là cũng có tình cảm. Hiện dưới nhà mình cũng có một cây một rồi, không có cây thứ hai, thì có nhiều cây mình chia sẻ rồi được, giao lưu rồi được, cái cây này thì không có giao lưu đâu. Trời ơi mê lắm, cứ vậy mà chơi thôi. Tỉa cho gọn lại mấy bạn ơi. Thấy nó không ra gì vậy đó mà thích lắm. Mình kiếm một cái cây để mình chơi á, mà nó như ý của mình nó khó lắm nha mấy bạn. Mà cây càng già càng khó kiếm, nhiều người ta giữ lại hết, người ta đâu có bán cho mình. Cho nên là bây giờ mình có được cây gì mà mình thích, mà mình ưng ý thì mình cứ để mình chơi thôi mấy bạn ơi. Đó, chứ thật sự mà nói thì không thể chia sẻ được. Đó, mình tỉa xong rồi nó dậy thôi mấy bạn. Mình không có muốn, mình thật sự mà nói cái kiểu của mình chơi á, mình không có muốn mà nó khuôn khổ quá nha mấy bạn. Khi mà cái cây của mình mà mình đã định hình đâu đó đàng hoàng rồi đó, khi mà mình đã định hình nó ra tay tán đâu đó đàng hoàng rồi là mình sẽ tháo kẽm bỏ, mình không vô kẽm nữa, mình sẽ để cho nó phát triển tự nhiên. Nhìn cái cây vô nó tự nhiên chút xíu đó, thì các bạn đa số các bạn thấy mình cứ tẻ không à. Thì tại vì những cái cây này mình cũng đã làm hết rồi, mình làm 10 năm mười mấy năm hết rồi, thì bây giờ nó cũng đã định hình đồ sẵn hết rồi, tay tàn đồ đâu đó ra hết rồi, thì mình cứ dựa theo cái đó mà mình cắt tẻ nó thôi các bạn ơi. Chứ mình không có vô kẽm làm nữa nha mấy bạn. Đó. Thì cho nên là mấy bạn cũng coi nhiều khi coi cái kiểu của mình nó sùm vậy á, nó gòn gà vậy, nhưng mà thì cái kiểu của mình là vậy đó. Còn làm uốn éo đồ mà này nếp quá thì mình lại không có thích cái kiểu đó. Khi mà có những cây mình chưa làm á thì bắt đầu mình mới định hình nó bằng kẽm trước, rồi nó mà cứng cáp đâu đó đàng hoàng rồi bắt đầu mình mới tháo kẽm, mình để cho nó phát triển tự nhiên nha. Đó. Chứ mình không phải lúc nào mà cây của mình cũng phải có kẽm, hay kẽm lúc nào cũng phải có kẽm nha, mình thì mình không có như vậy. Rồi khi mà sau khi mình cắt cái cây mình xong thì nó như vậy nè. Đó, mình quay một vòng cho các bạn coi. Đó, nó cũng đâu đó rồi. Nhìn nó tự nhiên. Nhìn nó tự nhiên. Nhìn nó dễ thương không? Rồi.
cố gắng nuôi thêm vài chục năm nữa. Nó già luôn rồi, xuống lỗ luôn rồi các bạn. Rồi. Đó. Thì giờ cái nhánh nào mà chết á thì mình cứ cắt thôi. Còn cái nhánh nào mà còn tươi thì mình cứ để. Đó, vài bữa rụng lá hết rồi bắt đầu nó đâm chồi mới ra. Rồi mình dọn cây mình lại cái nữa là nó sạch sẽ. Rồi, cái clip mình tới đây là mình xong rồi nha các bạn. Để giới thiệu sơ qua cái cây này với mình cắt tỉa nó cho mấy bạn coi. Dọn dẹp lin up nó cho nó sạch sẽ. Rồi. Nếu mà các bạn nào yêu quý mình thì cho mình một like. Nếu mà xem được tới đây mà yêu thích kênh của mình nữa thì cho mình cái đăng ký. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video của mình trong thời gian qua nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau hay và hấp dẫn hơn. Rồi, xin chào mấy bạn nha. Đấy.